Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Đầu xuân năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị đón xuân Giáp Thìn một năm đổi mới như cánh diều gió tới bay cao, xuân như ý thanh nhàn phúc hưởng, Tết an khang thịnh vượng an nhiên, gia đình vạn sự bình yên, giàu sang phú quý phúc duyên đầy nhà. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024, tháng vạn sự cát lành, bao nhiêu vất vả của năm cũ qua đi, nay được đền đáp vàng xuân chuối đóa, được quý nhân phù trợ, người thân trợ lực, làm gì cũng hanh thông, trôi chảy, sự nghiệp hiện hách, đón nhận nhiều vận may bất ngờ, có cơ hội trúng số giàu to, đổi đời như ý. Tổ tiên cho lộc cực lớn, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đúng tháng 1 âm lịch, đạp đúng hố vàng, đổi đời cực mạnh, giàu lên nhanh chóng. Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, tam tai với tuổi Tý như một cơn mưa rào quét trôi hết những may mắn, quét sạch hết những thuận lợi của những gì đã từng thăng hoa, đẩy 1960 vào cái sự dở dở dang dang, bảo xấu không quá tuyệt vọng, quá xấu, bảo đẹp thì cũng chẳng tương xứng với những công sức và những dự định, những nỗ lực dài. Rồi đến chớm 2024, nhiều con đường mới bắt đầu nở hoa, mang lại nhiều thành tựu cho bản mệnh, đang mưa ngớt trong thế giới riêng của Canh Tý, vận hạn đang nhạt dần, trong giai đoạn chuyển cảnh sang chương. Minh Đường Tử Vi chưa từng can thiệp vào quá khứ của tuổi Canh Tý, nhưng trong tương lai sẽ có Canh Tý chịu đựng cái số phận bị chèn ép đến giờ này là đã quá đủ rồi. Giàu sang hạnh phúc an yên mới là những thứ mà bản mệnh đáng được sở hữu, bị kìm hãm bấy lâu nay, cô bác vẫn ổn cả chứ? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi hóa giải vận mệnh ngay tại video này nhé! Giỏi giao tiếp và khôn ngoan là hai phẩm chất rõ ràng nhất trong con người của tuổi Canh Tý. Những người tuổi Canh Tý có khả năng giao tiếp thiên phú, họ gần như là tâm điểm của các cuộc nói chuyện. Vì cách họ sử dụng lời nói, ngôn ngữ cơ thể khiến ai cũng dễ dàng bị cuốn hút, họ thông minh, nhanh trí lại vui vẻ nên nhiều bạn bè và họ coi trọng tình bằng hữu. Đối với những người tuổi Canh Tý thì không có vấn đề gì thực sự đủ để khiến họ phiền lòng vì cách suy nghĩ tích cực và lạc quan trước mọi vấn đề. Người tuổi Canh Tý thuộc hào sảng, tốt bụng sẵn sàng đi không chút vụ lợi, vì thế bạn bè người thân hay đối tác rất tin tưởng và yêu quý họ. Những người thuộc cung này là những người nghị lực, có tính cách đặc trưng và kiên trì nên nếu yêu thích việc gì có thể theo đuổi vài năm hay cả thập kỷ họ vẫn kiên trì tìm hiểu, thử nghiệm cho đến khi hoàn thành mới thôi. Vốn là người di giỏi giao tiếp nên người tuổi Canh Tý phù hợp với công việc sử dụng nhiều lợi thế này của họ. Như bán hàng, làm truyền thông, họ thường thành công trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Những người này nhanh nhạy luôn giữ tác phong lịch lãm trong mọi việc, tuy nhiên họ cũng không hoàn hảo như những người khác. Và nhược điểm lớn nhất của tuổi Tý là hay oán trách, đổ lỗi cho người khác vì sai lầm của chính mình. Đàn ông tuổi Canh Tý thường rất dễ bị phái đẹp cuốn hút nên dễ yêu, nhưng họ cũng dễ phải lòng những người khác nữa nên tình duyên thường gặp khó khăn trắc trở. Phụ nữ tuổi Canh Tý không phải là người may mắn trong tình yêu, họ thường có cảm giác cô đơn mà ít ai có thể hiểu được, vì nhiều mối quan hệ xã hội nên họ có quá nhiều sự lựa chọn cân nhắc. Vì không thể đưa ra quyết định lại thái độ nửa vời nên bạn trai cảm thấy mệt mỏi nên nhanh chóng tìm đối tượng khác cho mình, tuy nhiên một khi đã chọn được họ sẽ hết lòng trong mối quan hệ này. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện của người tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Theo tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp, Canh Tý có nhiều may mắn trong tháng đầu năm mới nhờ có dịch mã dẫn đường chỉ lối. Đi cùng với nguyệt lệnh lâm thai, năm này là một năm phát triển và đổi mới với người tuổi Tý, tháng đầu năm chủ có nhiều sự thay đổi và dịch chuyển. Cô bác phải đi lại khá nhiều và gặp nhiều thử thách mới, nhưng đi kèm với nó là sự bôn ba chính là cơ hội vàng. Tuổi này càng để bản thân vất vả và đi lại nhiều thì càng có lộc lá.
Đầu năm không khuyến khích các cô bác thụ động ngồi yên một chỗ, mà hãy năng nổ hoạt bát lên thì mới có khởi đầu lộc lá. Tháng này dành cho việc học tập và đầu tư cho tư tưởng. Nếu cô bác là tuổi Canh Tý sinh vào mùa thu, hoặc mùa đông, hoặc muốn thử điều gì đó mới mẻ trong năm nay thì tháng này là thời điểm tốt nhất để bắt đầu. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tháng 1 năm 2024 của tuổi Canh Tý âm lịch nói rằng, sự góp mặt của dịch mã đem tới những bước đệm hoàn toàn mới cho công việc của người tuổi Canh Tý trong khoảng đầu năm mới. Tất cả những gì quý cô bác cần là một cơ hội và cơ hội sẽ đến trong năm nay. Cố lên, danh tiếng tới trước, lợi nhuận tới sau. Năm mới của quý cô bác chính là như vậy. Nửa đầu tháng 1 là thời điểm trăng mọc của danh vọng, quyền lực và địa vị. Nửa sau là thời điểm ăn lộc phú quý của tuổi bạn. Tuy đầu năm có phần hơi bận rộn và nhức đầu vì nhiều việc ập tới cùng một lúc, nhưng nếu Canh Tý đủ sức khỏe và bản lĩnh để vượt qua thì may mắn sẽ mỉm cười với quý cô bác và những ngày không ngờ tới nhất, đầu năm đã có lộc làm ăn ngon. Tháng này, cô bác không sợ bị tiểu nhân cản trở gây ra rắc rối, cô bác có thể tận hưởng những ngày nghỉ lễ Tết bên gia đình và một cách yên ổn. Đây là tháng tốt để xen kẽ giữa công việc và nghỉ ngơi, đừng tham lam công việc quá mức, chăm chỉ nhưng cũng nên có giờ để nghỉ. Về phương diện tài lộc, tài lộc của tuổi này trong tháng 1 âm có khá nhiều biến động, càng vất vả bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn, chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có thể cày ra tiền. Tháng này là tháng kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ, người được hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất là những người tự kinh doanh, thu nhập của họ chắc chắn sẽ tăng lên khi khối lượng công việc gia tăng. Ra Tết quý cô bác sẽ có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với khách hàng giúp tiến làm ăn, cơ hội tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Vận may cũng dễ dàng tăng theo, tiền kiếm ra không hề khó, chỉ có điều cô bác có chịu khó bòn mót hay không mà thôi. Tử vi khuyên cô bác tuổi Canh Tý rằng, đầu năm nay là thời điểm quan trọng, nếu có điều ước gì thực hiện ngay thì nên làm ngay trong năm mới, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc và của cải. Năm nay cô bác sẽ thành công hơn năm ngoái, hãy đợi thêm một chút, rồi quý cô bác sẽ gặp được quý nhân có thể hỗ trợ mình trên con đường kiếm tiền, để tích góp mua nhà, mua xe, trả nợ trong năm Giáp Thìn này. Về phương diện tình cảm, gia đạo, đường tình duyên không tốt, cũng không xấu hoàn toàn, nổi bật bởi trạng thái khoan thai là yên bình do nguyệt lệnh lâm thai, đặc biệt là cô bác nên quan tâm tới đối phương nhiều hơn. Có thể đối phương đang gặp một số đối tượng tiềm năng tán tỉnh, theo đuổi và ngó lơ sự hiện diện của bạn, vì thế hãy nên tích cực bỏ ra thời gian để ở bên cạnh người ấy nhiều hơn. Người độc thân khá nóng vội và có phần hơi ngốc nghếch. Khi trao tình cảm cho một người không yêu mình, họ chỉ muốn lợi dụng tình cảm và thời của quý cô bác, chứ không hề có ý tốt với bạn. Hãy cẩn thận trong các mối quan hệ xã giao, tuyệt đối không được chia bè kết cánh, kẻo gặp chuyện xui xẻo đầu năm mới. Khuyên Canh Tý hãy có thái độ sống hòa nhã và không nghiêng theo bất cứ phe nào, ngoại trừ gia đình của mình. Cô bác càng khéo ăn khéo nói thì càng tránh được nhiều điều rắc rối. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 1 năm 2024 của tuổi Canh Tý âm lịch dặn dò đương số phải lái xe cẩn trọng trong tháng này để tránh bị ngã. Năm hết Tết đến để có thể nhậu nhẹt thì nên gọi taxi hoặc người nhà, bạn bè chở đi, không được chủ quan khi có rượu bia trong người. Tháng này sẽ mắc các bệnh về da do dị ứng thức ăn, thời tiết, vì vậy ngoài việc không tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, cô bác còn phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Cô bác nên ăn nhạt và ăn ít, ăn chín uống sôi là tốt nhất. Đi chúc Tết nhớ nạp nhiều thức ăn gây nặng bụng và hạn chế đồ ăn lạ kẻo gây hại cho cơ thể, cái miệng làm khổ cái thân. Và bây giờ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần, tuổi Canh Tý 1960, trong tháng 1 âm lịch và hóa giải hung cát. Tử vi tuần 1, tháng 1 năm Giáp Thìn 2024 âm lịch. Tuổi Canh Tý biết nắm bắt thì đây là lúc để tỏa sáng nơi công sở, hoặc quý cô bác tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung cải thiện trong khoảng thời gian tới nhằm đạt được vị trí quan trọng. Thiên ấn mang lại tiên vui trong khía cạnh sự nghiệp nhưng vẫn có những hiểm nguy rình rập. Thế nhưng tuy nhiên những người tuổi Canh Tý vẫn vui vẻ để đón nhận với thái độ tích cực, nhờ vậy mà mọi khó khăn dần trôi qua một cách nhanh chóng. Tuần mới sẽ có người ghen tị với tuổi Canh Tý, có những thông tin không tốt và bị bủa vây bởi những tin đồn thất thiệt. Quý cô bác khá mệt mỏi khi phải đi giải thích với mọi người. Lúc này những người tuổi Canh Tý đang nảy sinh nhiều cảm xúc mạnh mẽ, ảnh hưởng tiêu cực đến nửa kia. Để giải quyết vấn đề, quý cô bác vẫn nên tạo dựng bầu không khí thoải mái cho bản thân trước. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao và tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 7 đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: xanh dương,
đen, quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu, con số may mắn, nam, 7, 08, 60 và 71, nữ, 8, 24, 57 và 94. Tử vi tuần 2, tháng 1 năm Giáp Thìn 2024 âm lịch. Sao Bách Việt xuất hiện, hứa hẹn đây sẽ là một tuần mới nhiều cảm xúc ngọt ngào dành cho tuổi Canh Tý ở phương diện tình cảm. Vận trình tình duyên của bản mệnh đang rất vượng, tình cảm gửi trao đều được hồi đáp xứng đáng, người yêu nhau rồi cũng sẽ về bên nhau. Mặc cho những rạn nứt trước đó khiến cả hai phải xa nhau, người độc thân không khó để tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp, nhưng con giáp này vẫn cần phải tích cực và chủ động hơn nữa. Để mối quan hệ có thể tiến triển như mong đợi, nếu còn điều gì khiến cô bác lăn tăn, hãy tạm khác lại sau lưng để tận hưởng hạnh phúc của riêng mình ngay trước mắt. Giữa tuần là thời điểm vượng tài nhờ thực thần che chở, các cơ hội làm ăn sẽ đến, nhưng quý cô bác phải mạo hiểm một chút, sẵn sàng đánh đổi với thời gian và công sức nhiều hơn, thậm chí phải chấp nhận cả thất bại, kiếm tiền vốn không hề dễ dàng, cô bác cần chuẩn bị cho mình một bản lĩnh vững vàng. Về công danh sự nghiệp, tuần này tuổi Canh Tý cần chuẩn bị tinh thần để vượt qua được những khó khăn trong công việc, tuy nhiên, cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, cô bác là người thông minh, bản lĩnh, càng khó thì càng sẽ nảy ra được nhiều ý tưởng sáng tạo. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 9 đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí, con số may mắn, nam 4, 03, 37 và 86, nữ 2, 60, 21 và 59. Tử vi tuần 3, tháng 1 năm Giáp Thìn 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Tý may mắn gặp được các tinh thiên đức nên cho thấy khả năng tập trung cao độ trong công việc của tuần này, quý cô bác làm việc có đầu có đuôi. Có thể nhìn rõ kết quả ngay sau đó, hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho quý cô bác những cơ hội phát triển, thuận lợi hơn trong tương lai nên nắm chắc cơ hội này. Đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, cô bác nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sáng tạo hết mình cho công việc. Như vậy, cô bác có thể thiết lập một bước đi dài hơn. Từ nửa cuối tuần sau trở đi, quý cô bác lại thêm yên tĩnh hơn một chút, chú ý kiểm tra lại nên hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy đến. Cũng trong tuần này, đường tài lộc khởi sắc rõ rệt khi được cả chính và thiên tài hậu thuẫn, cũng bởi cách làm việc sáng tạo đã mang tới cho quý cô bác những khoản thưởng nóng. Nhưng cô bác đừng vì thế mà chi tiêu quá thoải mái. Trong khi những nguồn thu phụ vẫn chưa vững vàng, thì một kế hoạch tài chính an toàn sẽ giúp quý cô bác tránh khỏi tình trạng rỗng ví đấy. Về chuyện tình cảm, tử vi tuần mới cho thấy, đôi lứa rất hòa thuận và yêu thương khăng khít, người độc thân sẽ tìm được một nửa ưng ý với mình sau bao ngày ngóng chờ. Dù bản mệnh không quá đặt nặng về tiêu chuẩn, nhưng cũng phải thừa nhận đối chính là người khiến cho mình không có gì phải chê trách. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 19 đến 21 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam, quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất, con số may mắn, nam, 4, 14, 52 và 06, nữ, 2, 65, 21 và 48. Tử vi tuần 4, tháng 1 năm Giáp Thìn 2024 âm lịch. Sao tử vi xuất hiện trong tuần mới của tuổi Canh Tý cho thấy con giáp này sẽ giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Thời gian qua, quý cô bác đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình, thậm chí còn vượt chỉ tiêu hoặc đạt hiệu suất bất ngờ. Cơ hội để con giáp này thăng quan tiến chức không còn xa nữa, cơ hội luôn đi kèm với thách thức. Điều này cũng đòi hỏi bản mệnh phải có sự tập trung cao độ, nỗ lực hết mình để tận dụng cơ hội tốt và phát huy năng lực một cách tối đa, không tự đánh mất lợi thế của mình. Ngoài ra, Canh Tý cũng cần đề phòng họa tiểu nhân rình rập, phá hoại những điều mà quý cô bác phải vất vả lắm mới gây dựng được. Nếu có ý định cầu tài, kinh doanh buôn bán, cô bác nên đợi tới cuối tuần để tiến hành. Đó chính là thời điểm nhiều cát tinh tề tựu mang tới cho bản mệnh may mắn ở phương diện tài lộc. Để nắm bắt được thời cơ, quý cô bác cần quan sát cẩn thận tiến trình công việc, đừng bỏ lỡ cơ hội cải thiện cả nguồn thu chính lẫn nguồn thu phụ nhé. Tuần này tuổi Canh Tý có vẻ tập trung chủ yếu cho công việc, nên có đôi chút sao nhãng trong tình yêu hay trong các mối quan hệ bạn bè. Cô bác nên phân bổ thời gian hợp lý hơn, chăm sóc những kết nối trong cuộc sống của mình, đừng để đến khi nhìn lại chẳng có ai bên cạnh. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 1 đến 3 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, sửu, dậu, thân, con số may mắn, nam 1, 51, 40 và 19, nữ 5, 11, 78 và 63.
Thưa quý cô bác tuổi Canh Tý 1960 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi Mậu Tuất nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi Mậu Tuất. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Mậu Tuất nên tránh mời những người đang có tang đến sông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Canh Tý 1960, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Mậu Tý 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá, Ất Hợi 1995, khá. Các tuổi sông đất xấu với người tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Sửu 1973, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Nhâm Ngọ 2002, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Bính Tý 1996, xấu. Bản mệnh tuổi Canh Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ sông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình cô bác nhé.
Quý vị thân mến, trong tháng sẽ có những ngày khác nhau, tốt cho mọi việc. Vậy hãy cùng tìm hiểu xem, trong tháng đầu tiên của năm, ngày nào đẹp nhé? Ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công, tạo tác, việc chi cũng tốt, tốt nhất là cưới gả, trổ cửa, dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng, chặt cỏ, phá đất, những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học. Ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn bền vững, trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 âm lịch, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành, may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024 âm lịch, khởi công tạo tác việc gì cũng lợi, tốt nhất là xây cất, cưới gả, chôn cất, dọn cỏ, phá đất, gieo trồng, lấy giống. Ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, ngày này mang đến những tin vui bất chợt cùng sự tốt lành may mắn để thu được lợi ích lớn nhất từ ngày tốc hỷ. Bạn nhanh chóng tiến hành các công việc cần làm trong ngày này vào thời điểm sớm, sáng đến trưa, tránh để càng muộn thì cát lợi càng giảm, kém thuận lợi hơn. Ngày 11 tháng 1 năm 2024, tạo tác mọi việc đều đặng vinh xương, tấn lợi, hôn nhân cưới gả sanh con quý, công danh khoa cử cao thăng, đỗ đạt. Ngày 12 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, khởi công tạo tác nhiều việc tốt như xây cất nhà, dựng cửa, trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước, đào mương. Ngày 16 tháng 1 năm 2024, ngày nay rất tốt để tiến hành mọi công việc, hành sự công việc trong ngày này, ắt hẳn mọi việc sẽ được suôn sẻ, thuận lợi, ít gặp phải khó khăn hay trở ngại, hoặc nếu có khó khăn thì cũng sớm được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, nên mọi chuyện cũng trôi chảy, nhẹ nhàng hơn, biến dữ thành lành, biến nguy thành an. Ngày 30 tháng 1 năm 2024, ngày này mang lại sự bình an, yên ổn, thịnh vượng, thành công, may mắn, bền vững trường tồn kéo dài. Ngày đại an được chọn để tiến hành làm các việc lớn như nhập trạch, động thổ, khai trương, cưới xin, cầu tài, xuất hành, hợp tác làm ăn. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, lời Phật dạy về nhân quả có câu, người không làm phước thì thường chịu quả báo, nếu tu được phước thì đời này và đời sau đều được an vui. Sự an vui, hạnh phúc ở đời đều do tu thân mà có được, hiểu nhân quả thì mới đoán được vận tốt xấu của mình và biết được thời gian quả báo xuất hiện. Trong kinh Phật cũng có nói, nghiệp chướng không thể biến mất, khi quả báo chín muồi có quy y cũng khó thoát, chỉ cần đã tạo nghiệp thì đến thời thuận lợi, nhất định sẽ thấy quả báo linh ứng và khi quý vị làm việc thiện mà không được quả báo ngay, đó là do thân khẩu ý của quý vị đã tạo nghiệp quá nhiều, lỗ hổng quá lớn, khiến cho tất cả phước đức đều bị thất thoát. Vì vậy, khi hiểu được nhân quả thì sẽ biết bói toán, bùa ngải chính là mê tín dị đoan. Chỉ có thích thiện mới có thể cải biến nhân quả, tăng phúc, cải biến vận mệnh. Nếu làm việc thiện và tích đức thì sẽ có phúc dày, ắt được phúc báo, không cầu của cải thì phú quý sẽ không mời mà đến. Người có tấm lòng nhân hậu thì dù không được trời ban thưởng cũng được mọi người đối xử tử tế, suốt ngày vui vẻ, tự nhiên, sống cuộc đời hạnh phúc. Nếu một người có tâm niệm xấu xa, cho dù không có sự trừng phạt của thần linh, cũng sẽ bị mọi người lên án, suốt ngày sống trong hận thù, số phận ắt sẽ éo le. Thiện ác do trời định, người tốt không bị trời lừa, xin cho mỗi người đều biết nói lời lành, làm việc lành, có ý tốt, tích đức và được phước liên tục. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.